Rồi, hello các bạn. Tiếp tục giới thiệu các bạn một cái mạch hay là bộ rác với công tắc PCSH lắp trên các cái dòng xe của Honda quay quay cũ, quay mới, Future, AB, BCX, AB, vân vân. Công thức đó là quá đỉnh này ha. Thì ở đây xe này đã gắn một cái bi LED 1.5 inch EMA Racing chính hãng kèm với bộ jack của mình. Đã từng review với các bạn rồi ha. Cái bộ jack dành cho đèn bi LED công suất cao lấy điện bình. Xe nguyên bản của quay trăm này xài công tắc thường Godfa. Bây giờ muốn lắp công tắc PCSH thì thế nào đây? Thì đây là cái bộ dây cộng công tắc PCSH. Công tắc này mình có một một và chính hãng nha. Đây, rất là đơn giản. Tất cả được cắm jack như zin, dây đủ tải, ống luồn. Gọn gàng đẹp. Đã kim rồi ha. Bây giờ ông ta chỉ cần rút cái jack ở công tắc Godfather này ra, ghim vô đây, gỡ nút cũ ra, nhét cái này vô, cuối cùng là lấy điện sao khóa là hoàn tất cái việc mà chúng ta lắp cái bộ jack công tắc PCSH vào vào chiếc xe. Đây là cái jack đây. Một dây nguồn, một dây cót và một dây pha. Chúng ta cần ghim nó vô. Tiếp theo là chúng ta sẽ điện sao khóa ở jack tay thắng đây. Nó có jack đạn. Chúng ta cần ghim cắm trả ha. Để lấy điện sao khóa dây màu đen nha. Dây màu đen. Thì do chiếc xe này là công tắc hình chữ nhật nè, hàng này là hình thoi nè, gắn không được. Một số xe này gắn như zin, muốn gắn được thì chúng ta phải phải khò, phải gọc lại ha, cho nó hợp, nhét nó vô. Cái này nếu có điều kiện thì mình dẫn các bạn lắp sao ha, chủ yếu là gắp cái mạch thôi, kết hợp với cái đèn này bi LED phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ mở phái điện lên. Xe này có đề mi nha các bạn, hai đề mi xi nhan vòng 3D đề mi luôn ha, nhìn rất là lung linh đẹp, đèn thẩm mỹ cao. Ta mở mở đèn lên đây, bi LED đường cắt siêu ngọt rồi, pha có pha có pha có passing. Tắt đèn passing, tắt đèn passing bình thường. Tắt đèn mở pha cũng được bình thường ha, passing thôi. Mở đèn làm lại ha, mở code đề mi vẫn passing bình thường, code passing bình thường. Pha có ok ha, quá phê nha các bạn. Rồi, như vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn nhanh về lắp cái bộ jack và công tắc PCSH lên chiếc xe Honda. Đây là quay 100 đời 2007 để chúng ta điều khiển cái đèn bi LED phía trước ha, mở code pha cũng như là passing. Những cái dòng xe mà lắp như zin thì nó quá đơn giản ha, như dòng này thì chúng ta phải chế mới lắp được. Rồi, các bạn nào mà cần lắp cái bộ jack công tắc này thì các bạn alo cho mình ha, ở xa thì mình sẽ gửi cho các bạn. Còn các bạn nào ở thành phố Vĩnh Long phường 4 thì các bạn ghé mình gắn ha, quay Future, AB, Aplex, BCX gì đấy ha, Vario quá đã.
Rồi, bạn.